Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng đã tiến hành chi trợ cấp theo tinh thần nghị quyết số 42 của Chính phủ cho 5.022 đối tượng với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Theo đó, toàn huyện Tân Hưng có 536 đối tượng người có công cách mạng, 1.019 đối tượng bảo trợ xã hội, 293 hộ nghèo, trên 680 nhân khẩu và 801 hộ cận nghèo trên 2.787 nhân khẩu. Theo đây, các đối tượng sẽ được nhận trợ cấp 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Cụ thể gồm, đối tượng người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội, mỗi hộ sẽ được nhận trợ cấp 1.500.000 đồng trên 3 tháng. Đối tượng là hộ nghèo cận nghèo thì chia theo số nhân khẩu hộ được thụ hưởng. Mỗi nhân khẩu sẽ được trợ cấp 750.000 đồng 3 tháng. Là chúng tôi được nhận cái trợ cấp của nhà nước thì rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ giúp cho người cao tuổi rồi đối với tượng chính sách chúng tôi giảm bớt khó khăn. Trong cái mùa dịch này cũng đâu có dám đi làm xa đâu. Nhà nước mà hỗ trợ được cái số tiền này là xoay sở cho qua cái mùa dịch này cũng rất là mừng. Để đảm bảo chi hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng căn cứ vào số lượng đối tượng được thụ hưởng của từng địa phương và chuyển nguồn kinh phí này về để thực hiện việc chi trợ cấp. Đồng thời, thành lập đoàn đến kiểm tra. Nhìn chung, 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện việc chi hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, ngành lao động thương binh và xã hội huyện Mộc Hóa thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 3.000 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, người dân thuộc các đối tượng trên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo mức quy định tùy vào từng đối tượng. Thời gian áp dụng là 3 tháng tính từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả một lần. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là hơn 3 tỷ đồng. Việc chi trả tiền hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác từng đối tượng. Riêng một số trường hợp già yếu neo đơn sẽ được chi trả trực tiếp tại nhà, giúp người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Theo chỉ đạo của tỉnh Long An, trong ngày 29 tháng 4 năm 2020, đồng loạt 15 xã thị trấn huyện Bến Lức đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người dân. Căn cứ theo nghị quyết số 42 và quyết định 15 của Chính phủ, toàn huyện có 9.551 cá nhân và hộ gia đình được hỗ trợ với tổng số tiền là gần 11,5 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng chiếm trên 50,6%, đối tượng nghèo và cận nghèo là 37,9%, còn lại là đối tượng gia đình chính sách. Số tiền hỗ trợ cho các đối tượng, các gia đình tuy không nhiều nhưng đã thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với đời sống của người dân. Theo danh sách thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Kiến Tường, nhóm đối tượng được hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ trên địa bàn thị xã là 4.856 đối tượng, tương ứng với số tiền 4.869 triệu đồng. Trong đó, đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 330 người, mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 1.306 người, mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, hộ nghèo 874 hộ, mức hỗ trợ 250.000 đồng một người một tháng, hộ cận nghèo 2.346 hộ, mức hỗ trợ 250.000 đồng một người một tháng, mỗi đối tượng được nhận hỗ trợ trong 3 tháng.